Xin chào các bạn, mình tên là Du Thị Quý, mình năm nay mình 19 tuổi, mình đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại mình đang là sinh viên năm 2 trường Đại học Tôn Đức Thắng chuyên ngành ngôn ngữ Anh. Mình quyết định đi du học bởi vì mình muốn học thêm một chuyên ngành là quản trị kinh doanh và tìm kiếm những thử thách mới, cũng như là sau khi tốt nghiệp tại Mỹ thì mình sẽ trở về Việt Nam làm quản lý tại khách sạn Sheraton Sài Gòn. Mình quyết định chọn Mỹ để du học vì Mỹ là một quốc gia đứng đầu về giáo dục với rất là nhiều trường đại học danh tiếng. Trong số 200 trường thì Mỹ đã chiếm hết gần 74 trường đại học trên thế giới rồi, và chất lượng giáo dục cũng như là bằng cấp được công nhận ở khắp nơi trên thế giới, nên mình nghĩ Mỹ là một nơi là số 1 để theo học. Và bằng cấp của Mỹ trở về Việt Nam thì chắc chắn sẽ có những công việc rất tốt ở Việt Nam. Mình sẽ học ở trường cao đẳng cộng đồng Seattle Central College. Lộ trình học của mình thì gồm 5 năm. Năm đầu tiên thì mình sẽ học tiếng Anh để hoàn thiện kỹ năng tiếng Anh của mình. Và 2 năm tiếp theo thì mình sẽ theo học ngành quản trị kinh doanh tại trường. Và chuyển tiếp lên Đại học University of Washington. Sau đó thì mình sẽ trở về Việt Nam tìm kiếm công việc quản lý. Trường Seattle Central College có hơn 50 năm kinh nghiệm giảng dạy. Trường rất đa dạng về ngành đào tạo, và quản trị kinh doanh là một trong những ngành mình thấy là tốt nhất của trường. Trường thu hút hơn 2.000 sinh viên quốc tế trong số 16.000 sinh viên mỗi năm. Điều đó cho thấy là bạn có một cơ hội rất tốt để giao lưu văn hóa. Đây là ngôi trường duy nhất được nằm trong trung tâm thành phố Seattle, nơi rất gần những viện bảo tàng, những shopping mall, hay là cũng rất gần công viên Carl Anderson. Và đây là một ngôi trường đã được vinh dự nhận giải College of the Year bởi tạp chí Time. Sau 2 năm theo học ở trường thì bạn có thể dễ dàng chuyển tiếp lên các bậc đại học trong và ngoài bang, điển hình như là University of Washington hay là những đại học rất là danh tiếng ở ngoài bang một cách dễ dàng. Mình chọn theo học ở bang tiểu bang Washington tại vì đây là một tiểu bang rất nổi tiếng cho thân thiện và trong lành, không khí trong lành, có biệt danh là Rainy State bởi vì nó mưa quanh năm nên không khí rất là trong lành và rất nhiều cây xanh. Cũng như là đây là thủ phủ của Đại học Washington, University of Washington, và là đội nhà của đội bóng bầu dục Seahawks team. Đó là những lý do mà mình chọn theo học ở tiểu bang Washington. Mình biết đến tên đại dương cũng rất là tình cờ. Mình có một người bạn theo học ở Mission College. Thì có một lần nói chuyện thì mình hỏi về những cái thủ tục mà bạn đó đã chuẩn bị để đi du học, thì bạn đó nói cho mình là bạn đó có nhờ sự giúp đỡ của tên đại dương và cũng nói với mình là đây là một công ty rất là uy tín cũng như chất lượng, và có thể là khả năng giúp hoàn thiện cái khả năng đậu visa của mình cao hơn khi là mình tự làm. Thế nên là mình đã quyết định chọn tên đại dương. Và khi đến tên đại dương thì mình gặp tư vấn viên là chị Nhi. Một tư viên là mình thấy là rất là nhiệt tình, đã giúp đỡ cho mình rất rất nhiều, từ việc chuẩn bị hồ sơ, rất nhiều thứ hồ sơ. Chị Nhi đã tư vấn và giúp đỡ cho mình rất là nhiều. Cùng với đó là mình được học những lớp phỏng vấn với anh Khôi và anh Bảo Anh. Thì đây mình xem như đây là hai người truyền lửa cho mình để đánh thức những cái sự tự tin trong bản thân và giúp bạn không còn sợ sệt hay là run khi mà đứng trước phỏng vấn viên của lãnh sự. Mình rất thật sự rất biết ơn những anh chị ở Tân Đại Dương đã giúp đỡ mình. Những ngày đầu mình học với anh Khôi thì anh Khôi đã hướng dẫn rất là cặn kẽ về cái việc tìm hiểu trường, tìm hiểu bang cũng như là thời tiết, khí hậu hay là học phí gì đó các bạn học ở trường. Những chi tiết rất là quan trọng khi mà bạn muốn theo học cái trường đó. Và khi mình học với anh Bảo Anh thì thật sự là mình cảm thấy anh đã giúp mình rất là tự tin.
anh đã truyền hết cảm hứng cho mình. Mình có thể sẵn sàng đi phỏng vấn sau ngày hôm đó. Tại vì mình cảm thấy rất là tự tin sau khi nghe những lời mà anh Bảo Anh chia sẻ. Những kinh nghiệm mà anh Bảo Anh chia sẻ rất là thực tế và hữu dụng. Bao gồm những câu hỏi, cụ thể là 7 câu hỏi mà anh Bảo Anh đã tích lũy kinh nghiệm và đã truyền đạt cho tụi mình. Thì mình tự tin rằng các bạn nắm vững 7 câu hỏi đó thì các bạn có thể trả lời một cách lưu loát và tự tin với phỏng vấn viên, và cơ hội đậu visa của bạn sẽ rất là cao. Ngay sau khi mình có visa, cảm giác của mình rất là vui, rất là nhẹ nhõm, rất là tự hào mình đã chiến thắng được rất là nhiều thứ trong bản thân mình. Và cái người đầu tiên mà mình báo tin đậu mình là mẹ mình. Mẹ mình rất là vui. Và sau khi về nhà thì những người thân trong nhà biết được, họ cũng rất là vui. Mình không có thể nào mà diễn tả hết được. Chỉ có chính bạn mà khi bạn đậu được visa thì bạn mới hiểu cảm giác đó thôi. Mình có một lời khuyên dành cho những cái bạn mà sắp sửa đây sẽ phỏng vấn để xin visa. Thì mình có hai yếu tố mà mình mong các bạn lĩnh hội được. Đó là bản lĩnh và tự tin. Bạn đừng run sợ khi mà cho dù bạn đứng trước vạch vàng và phía trước bạn đã có người rớt, bạn cũng đừng run sợ. Bạn cứ tự tin, cứ là chính mình. Họ là họ, mình là mình. Và trả lời thật lưu loát, ngắn gọn và xúc tích những câu hỏi mà lãnh sự quán đã hỏi mình. Và mình chúc các bạn sẽ đậu visa. Qua đây thì em cũng xin cảm ơn những anh chị trong đội ngũ Tân Đại Dương đã giúp đỡ em hết mình trong thời gian mà em chuẩn bị hồ sơ, cũng như là chị Nhi là trong thời gian giúp em cũng đã đổ bệnh. Em xin cảm ơn chị Nhi rất là nhiều, cũng như là chị Thảo, anh Khôi và anh Bảo Anh đã giúp đỡ em để em có được visa như hôm nay. Em xin cảm ơn.